Trong bóng tối của những tội ác, việc phân xác phi tang nạn nhân đã trở thành một trong những hành vi man rợ nhất, phản ánh độ sâu thẳm của bản chất tội phạm. Hai vụ án mạng gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mặc dù xảy ra trong những hoàn cảnh và địa điểm khác nhau, lại có những điểm chung đáng sợ trong cách thức thực hiện và động cơ đằng sau. Cả hai nghi phạm đều lựa chọn phân xác và phi tang nạn nhân như một cách để che giấu tội ác của mình, một hành động không chỉ tàn nhẫn mà còn chứa đựng sự tính toán và chuẩn bị vô cùng tinh vi. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong vụ án tại Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, nạn nhân VTT tên viết tắt, một cô gái trẻ đã bị nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa lừa vào phòng trọ, bị sát hại và sau đó bị phân xác bởi kẻ thù ác rồi phi tang thi thể tại một khu vực hoang vắng. Tương tự, tại Hà Nội, một á khôi của cuộc thi sắc đẹp có tên viết tắt là HIN cũng bị đối tượng tại Duy Khanh sát hại, phân xác và bị phi tang xuống dòng sông Hồng. Cả hai vụ án đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nghi phạm từ việc gây án đến bước phi tang thi thể, nhằm mục đích làm cho việc xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân cái chết trở nên khó khăn, từ đó làm lệch hướng điều tra của cơ quan chức năng. Đằng sau hành vi phân xác và phi tang là mong muốn che giấu tội ác. Động cơ này không chỉ đơn giản là tránh xa sự trừng phạt của pháp luật, mà còn phản ánh sự coi thường tính mạng và phẩm giá con người. Kẻ thủ ác coi việc phân xác nạn nhân như là một cách để xóa sạch dấu vết, giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Thêm vào đó, việc phi tang thi thể ở những nơi khác nhau cũng cho thấy mong muốn làm rối loạn hướng điều tra, kéo dài thời gian lẩn trốn và không bị phát hiện. Ngoài ra, việc phân xác phi tang còn là biểu hiện của tâm lý man rợ, tàn nhẫn. Điều này không chỉ thể hiện qua hành động gây án mà còn qua cách thức thực hiện tội ác. Sự nhẫn tâm và thiếu tôn trọng đối với nạn nhân được bộc lộ rõ nét qua việc phân chia thi thể, một hành động khiến cộng đồng không khỏi ám ảnh. Cả hai vụ án đều cho thấy sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng và vô cùng tinh vi của nghi phạm. Từ việc chọn địa điểm gây án, cách thức phân xác đến việc lựa chọn phương tiện và địa điểm phi tang, mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Sự kỹ lưỡng này không chỉ phản ánh kế hoạch chi tiết mà còn cho thấy các đối tượng mong muốn tối đa hóa khả năng thoát tội cho bản thân. Trong quá trình điều tra, việc phát hiện và lập lại danh tính của nạn nhân từ những mảnh thi thể đã trở thành thách thức lớn cho cơ quan chức năng. Mỗi bước tiến trong quá trình này không chỉ là bước ngoặt cho việc giải quyết vụ án mà còn là niềm hy vọng cho gia đình nạn nhân trong việc tìm kiếm công lý. Công tác điều tra đã tiến hành những bước vô cùng chuyên nghiệp và khoa học, từ việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường đến việc phân tích dữ liệu và xác định hướng điều tra. Việc sử dụng công nghệ hiện đại như DNA và phân tích hình ảnh camera trở nên quan trọng trong việc xác định danh tính nạn nhân và tìm ra thủ phạm. Trong cuộc chiến chống lại tội phạm, việc đưa ra ánh sáng những hành vi man rợ như phân xác và phi tang nạn nhân không chỉ là thách thức cơ quan chức năng, mà còn là bài test cho xã hội trong việc đối mặt và xử lý với những tội ác tàn nhẫn. Mỗi vụ án không chỉ là hành trình tìm kiếm công lý cho nạn nhân, mà còn là bài học về sự quan trọng của việc bảo vệ tính mạng và phẩm giá con người. Hai vụ án mạng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cộng đồng, không chỉ vì sự man rợ trong hành vi của những kẻ thủ ác mà còn vì sự kiên định và nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công lý. Mỗi bước tiến trong việc giải quyết những vụ án này không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là sự khẳng định của niềm tin vào công lý và sự tôn trọng đối với mỗi sinh mạng con người. Ngày 14 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Nạn nhân là chị VTT tên viết tắt, sinh năm 1999, ngụ phường Tăng Nhân Phú B. Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ chị T qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực, dao, tấn công, dẫn đến cái chết của chị T. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai cái nhẫn vàng 4 số 9 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị T. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A thành phố Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được,
đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị T. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều 9 tháng 2, nhằm ngày 30 Tết Giáp Thìn, Công an phường Tăng Nhân Phú B, Thành phố Thủ Đức đã nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai về việc em ruột là chị VTT, sinh năm 1999, ngụ nhà số 103, 18, Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được. Từ buổi chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024, Công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị T. Công an phường đã cùng với người nhà chị T kiểm tra bên trong phòng trọ số 4, ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, ghi nhận chị T không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, đồng thời xác định chị T vẫn chưa về nhà xã Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố nhận định việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng và Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Nhiều đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương, rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên, Khoa, người có nhiều biểu hiện bất thường, chưa đầy 24 giờ khẩn trương suy xét. Lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án đau lòng để lại những mất mát lớn cho người ở lại. Thay mặt công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ bản chất toàn bộ vụ án, xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Đại tá Trần Thị Kim Lý chia sẻ. Vào giữa tháng 10 năm 2023, Hà Nội chứng kiến một vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động dư luận khi một á khôi của một cuộc thi sắc đẹp bị sát hại và phân xác, sau đó bị phi tang xuống dòng sông Hồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin về nghi phạm chính trong vụ án là Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Khanh được mô tả là chuẩn bị một cách tỉ mỉ cho việc gây án và sau đó là bỏ trốn để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do nợ nần, quan hệ giữa nghi phạm và á khôi HIN là rất thân thiết. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 16 tháng 10 năm 2023, chi tiết về quá trình gây án được Khanh lên kế hoạch cẩn thận, bao gồm việc đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh tại căn hộ của hắn ở chung cư Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội và thực hiện hành động tàn độc là phân xác nạn nhân thành 4 phần. Khanh sau đó đặt các phần thân thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính kín miệng thùng để tránh sự chú ý khi di chuyển. Kế hoạch phi tang xác nạn nhân của Khanh bao gồm việc thuê một taxi, chở mình và thùng xốp chứa phần thi thể, tìm địa điểm thích hợp để phi tang. Địa điểm được chọn là Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khanh đã nhờ tài xế taxi giúp đưa thùng xốp từ cốp xuống xe và sau đó tự mình bê thùng xuống bờ sông Hồng để phi tang. Hắn chia nhỏ thi thể, vứt một phần xuống sông và chôn một phần khác ở bên bờ. Để làm lạc hướng điều tra, Khanh đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến nạn nhân sau khi đã phi tang xác thành công. Hắn vứt bỏ điện thoại, giấu túi xách và dép của nạn nhân ở một nhà trọ tại xã Bát Tràng. Cơ quan điều tra sau đó đã tìm thấy các vật dụng này. Hành vi của Khanh cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, khi hắn thậm chí quay lại hiện trường để kiểm tra và sau đó phủ xi măng lên những mảnh thi thể mình đã chôn, nhằm ngăn chặn mọi khả năng bại lộ. Khi thông tin về việc phát hiện mảnh thi thể không nguyên vẹn được báo chí đăng tải, Khanh bắt đầu hành trình trốn chạy. Hắn di chuyển từ chung cư ở Gia Lâm đến bến xe nước ngầm và từ đó trốn về quê ở huyện Kiến Sương, Thái Bình. Lãnh đạo xã, quê hương của nghi phạm sau đó tiết lộ rằng Khanh có thể đã trèo tường vào nhà để tránh sự chú ý. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội, huyện Kiến Sương và tỉnh Thái Bình cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ Khanh. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai buộc nghi phạm phải đối mặt với pháp luật.
Có một điều khó lý giải, đó là khoảnh khắc ra tay sát hại Á Khôi, nghi phạm Tạ Duy Khanh, máu lạnh là thế, song trong suốt hành trình 34 giờ trốn chạy tội ác, Khanh đã có diễn biến tâm lý vô cùng bất ổn, thậm chí là hoảng loạn trước nguy cơ tội ác bị phơi bày. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!